Có một lần chồng và dạ. một cháu trai, có hai cháu nội. Dạ. Mình ly hôn lâu chưa chị? Ly hôn hơn 30 năm. Ly hôn hơn 30 năm. Hiện tại chị ở với ai? Một mình. Ở một mình hả? Mình cũng mới ly hôn với vợ. Được hơn năm rồi. Dạ. Không quan trọng chiều cao rồi, cân nặng rồi, thế nào hả? Đừng có đầu hói. Mình mới ly dị vợ được năm nay. Nhưng thực ra thời điểm này nhà cửa nó không bán được, nên hoàn toàn về vấn đề giờ tài sản vẫn còn đang chung chưa được. Thì có mỗi hai căn nhà, một căn nhà ấy, ngoài mặt tiền thì cũng giờ đang cho thuê. Dạ. Còn lại căn nhà nhỏ thì mình đang ở. Dạ. Bà xã mình ở trên cái gác căn nhà cho thuê đấy, nên là chưa chia thằng dạ, ly hôn còn đóng băng, không giải quyết được vấn đề. Dạ. Nói chung là kiếm tiền thì cũng chỉ lương qua cọc ban đầu. Dạ. Còn chủ yếu là về tinh thần thì rất giàu, anh cái dạ. tinh thần thì giàu lắm. Dạ. Chỉ có thế thôi mà. Dạ. Chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào chị Ngọc Lan. Chào tất cả các anh các chị trong khán phòng. Tôi là Vũ Văn Tuyên, tôi sinh năm 1964. Tôi quê ở Ninh Bình, hiện nay tôi đã về nghỉ. Tôi tại giờ đang ở Biên Hòa, Đồng Biên Nai. Đồng Nai. Trước khi về hưu anh làm gì anh Tuyên? Trước khi về hưu là tôi là bộ đội chuyển ngành, xong về làm bên bưu chính của công ty cổ phần bưu chính Biên Thông Sài Gòn. Mời nhà gái. Mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Loan. Dạ. Quê quán ở Tiền Giang, nhưng mà mình thường trú ở quận 9. Chị đang làm công việc gì? Mình làm bên ngành xe vận tải. Dạ. Và cũng có làm chút ít về kinh doanh nhà đất. Dạ. Tí. Anh Tuấn giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu của mình cho chị Loan bên kia biết đi anh. Cũng có nhiều điểm mạnh. Nói chung là hòa đồng, hoạt bát và làm cái gì nó dần nhiệt tình. Vấn đề thứ hai là có chút năng khiếu về văn nghệ. Biết hát chèo, biết hát ca cổ và biết bolero. Mình hát chèo trước đi ha. Dạ. Hát câu đi rồi chúc mình hát bolero sao. Lúc nãy cũng vào ở trong phòng tôi chờ. Dạ. Cũng ngẫu hứng là viết mấy câu chèo. Dạ. Vì tôi người ngoài Bắc nên là mê chèo. Bạn muốn đi hẹn đi hò, hãy tìm đến nơi đây để được lên ý hình. Ông mối Quyền Linh Ngọc Lan xinh xắn vui vẻ nhiệt tình, kết ni mối tơ duyên trai tài, gái sắc hàn ni huyên ni. Gửi tới những người gái trai trên khắp miền quê chưa có duyên ý lành, hãy về giao duyên cảm ơn chương trình của HTV đã gieo mầm hạnh phúc muôn nỉ nơi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngồi con chúc mà viết ra một cái bài hát ý nghĩa ha. Rồi xin mời nhà gái giới thiệu về điểm yếu cũng như là điểm mạnh của mình ạ. Điểm mạnh là hay hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người. Và công việc thì vẫn thích làm hơn là ở không. Cũng biết ca hát chút ít, hát ca cổ và nhạc bolero nhiều hơn. Dạ. Làm câu đi chị. Bên đây vừa hát chèo rồi mình hát ca cổ luôn. Em hát bài Dòng Sông Quê Em nha. Dạ. Quê hương em là bài ca bất tận, trung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua dàm cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Vô luôn. Cảm ơn ạ. Ôi ôi, hai anh chị hát hay quá. Hay. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về đường tình duyên đi. Chị gái nè. Yeah. Đường tình duyên mình như thế nào nè? Chị
có một lần chồng và dạ. một cháu trai, có hai cháu nội. Dạ. Mình ly hôn lâu chưa chị? Ly hôn hơn 30 năm. Ly hôn hơn 30 năm. Ông xã chị hiện tại là ở bên Mỹ. Cuộc sống của chị với con chị thì không có dính liền nhau. Ba cháu về cho cháu cơ sở và nhà cửa làm ăn á. Yeah. Nói chung là rất là ổn định. Cháu ở riêng, ở Tiền Giang. Hiện tại chị ở với ai? Một mình. Ở một mình hả? Ừ. Trời thì ơi. Chị có một căn nhà trọ cũng nhỏ nhỏ cho thuê. Thì chị ở chung với bên nhà trọ. Nói chung là cũng vui. Dạ. Chứ ở mình thì cũng hơi sợ sợ. Dạ rồi đó, nhà gái của em là vậy đó. Em chào anh ạ. Chào em. Đường tình duyên mình sao anh? Mình cũng mới ly hôn với vợ. Mới ly hôn với vợ. Được hơn năm rồi. Dạ. Anh có mấy người con? Tinh có hai người con trai. Lớn hôm nay là sinh năm 88 và đứa nhỏ sinh năm 95. Dạ. Các cháu trưởng thành ấy, rồi có này là bốn cháu nội. Giờ ở với ai anh? Giờ Tinh ở mình với đứa con trai. Anh ở với con trai chưa lấy vợ đấy ha? Dạ đúng rồi, nhưng con trai thì nó cũng đi làm suốt. À. Cháu là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do. Vâng. Cũng học ở nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ quá hay rồi. Dạ. Bây giờ mình nói về tương lai đi. Anh mong muốn có người đồng hành với anh như thế nào? Tính tình ra sao nè, ngoại hình như thế nào nè, anh chia sẻ với em. Thì cũng chả mong muốn gì hơn, chỉ mong một người đi cùng với mình suốt cuộc đời này mà nó đồng cảm với mình, cùng sở thích, cùng sở trường, và nói chung hiểu nhau, thông cảm nhau về cái hoàn cảnh của nhau vậy thì... Là được rồi anh ha, dạ. Thì ông ai cũng muốn sang thăm nhà không? Thăm nhà gái thôi, nhà gái cùng quê với tôi nè. Tiền Giang hả chị? Dạ, gái. Em chào anh. Rồi, dạ chị gái. Dạ. Ở Tiền Giang là ở đâu chị? Ở Cái Bè anh. À Cái Bè hả? Dạ. Chợ nổi Cái Bè. Mà em ở trên này ở ngã ba An Hữu. À ngã ba An Hữu ngay chỗ quẹo đường cao tốc á. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, dạ. Giờ là mình ở quận 9 con mình thôi. Một mình. Ngồi về Đồng Nai được không? Để xem sao. Để xem sao ha. Thôi bây giờ mong muốn mình có một cái người cùng đi với mình. Chị tưởng tượng một người đàn ông thế nào? Nói chung mình tìm một người bạn đời là để chia sẻ. Tuổi về chiều thì nó bệnh tật, đau ốm nó sẽ tới. Yeah. Thì mình cần cái người cùng chung chia sẻ điều đó. Yeah. Ừ. Nếu mà hợp thì mình cũng muốn có một người. Một người nhưng mà thôi, không quan trọng chiều cao rồi cân nặng rồi thế nào hả? Đừng có đầu hói. Đừng có đầu hói. Đừng có đầu hói. Trời đất ơi, sao vậy? À không biết, nhưng mà chị ơi, bây giờ tới tuổi này á à, thì tóc nó rụng là điều đương nhiên. Tóc đàn ông rụng cũng chị bởi có ai mà đặc biệt lắm thì tóc mới không rụng. Đúng thôi. Đúng rồi, tóc đàn ông rụng cũng bởi tính cằn nhằn của đàn bà. Thôi đi đừng đổ thừa. Sao anh nói đúng thế? Sao anh nói đúng thế? Nên nó đúng quá. Bây giờ mình sẽ gặp nhau đi tính nha. Dạ, bây giờ rồi. Mình hỏi người thân nè. Rồi. Đó, chị đi với ai? Đi với hai đứa cháu. Dạ. Rồi, chào các con. Dạ, chào cô Loan. Chào chú Huỳnh Linh. Con thấy chú bên đây hợp với cô con không? Dạ, con thấy được, mà quan trọng là gì của con mở lòng vậy? Chú đẹp trai chứ bộ. Trời, hát hay, đẹp trai. Cao, chắc mét bảy mấy rồi hả? Tôi mét 74. 74 quá trời ngon luôn. Cô con dữ không? Dạ cũng không dữ lắm. Gì dữ không? Không dữ lắm. Vậy là có dữ dạ, hả con? Có hả? Dữ. Dạ có mà ít. Gì la lớn không? Cũng vừa nhưng mà vừa. À, anh đi với ai anh? Tôi đi với người bạn tên Nguyễn Vân, một người mà chuyên là cùng đội văn nghệ cùng hát. À rồi. Chào chị Vân. Xin chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Hôm nay đến đây thì thấy bạn gái bên này dễ thương và cũng hợp với anh, hai người cho nhau cơ hội rồi thì tìm hiểu nhau thêm. Còn về bên phần họ nhà trai thì nói chung là hiền, hoạt bát rồi nấu ăn rất ngon luôn, thì xem hai người có
cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu rồi rồi từ từ tiến tới về chung sống với nhau. Xin hết. Dạ cảm ơn chị. Rồi. Rồi. Để anh chị tự quyết thôi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến với chương trình cũng có một món quà. Dạ. Mắt em là một dòng sông để dạ. anh ngụp lặn trong lòng mắt em. Dạ. Nhưng mà muốn ngụp lặn ở trong đó được thì phải bảo vệ đôi mắt. Dạ. Và nghĩa vụ đó hôm nay nó ước Tinh sẽ gửi tới kỷ niệm một dạ. cái kính. Dạ. Rất trùng lập. Vợ ở nhà cũng tên Loan. Giống nhau. Đeo vô coi. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi. Quá trời dữ luôn. Như diễn viên điện ảnh. Mặc bộ đồ cũng hợp nữa chứ bữa nay. Quá hợp luôn. Thiên duyên tiền định. Ngon lành ha. Cái này là một rau vườn nhà em trồng. Và đu đủ, cây đu đủ của em trồng luôn. Nhưng mà em có cái món quà này nó đặc biệt hơn tí. Em gửi em tặng anh á. Như là anh có đi đâu á, anh xịt một tí là anh nhớ tới em. Cảm ơn. Dạ. Đúng rồi. Về không, về này không sợ đói. Sợ đói rồi. Trời ơi, đu đủ ngon quá ông nội ơi. Cảm xúc khi lần đầu tiên anh chị gặp nhau như thế nào? Nói chung anh thì cũng rất là dễ mến. Em nghĩ anh cũng thật thà. Cái gương mặt hiền lành chất phác. Bây giờ anh chị dự định thế nào? Mình hẹn hò sao? Đi chơi lên Biên Hòa hay xuống Suối Tiên? Thường thường á thì em thích cuối tuần bạn bè nấu nướng ăn uống gì đó. Ví dụ vui thì vài lon bia. Em nhậu được? Dạ được. Em được tầm khoảng 4 lon. Chúng mình ngang cơ nhau. Nói chung mình lớn tuổi mình có cái cách giải trí riêng của mình. Em cũng thích đi mấy tụ điểm hát hò vậy đó. Anh chị nên định hướng thử xem mình tìm hiểu thế nào, sau bao lâu thì mình có thể có câu trả lời cuối cùng. Về vấn đề kinh tế á, thì giữa em với anh nói cái này nói bằng cái tình cảm mình chân thật với nhau. Chuyện tiền nong thì nó nhạy cảm lắm. Quan trọng là mình đi tới với nhau thì mình có một kế hoạch và định hướng cho tuổi già. Thực ra mình mới ly dị vợ được 5 nay. Nhưng thực ra thời điểm này nhà cửa nó không bán được nên hoàn toàn vì về vấn đề giờ tài sản vẫn còn đang chung chưa được. Thì có mỗi 2 căn nhà, một căn nhà ấy ngoài mặt tiền thì cũng giờ đang cho thuê. Yeah. Còn lại căn nhà nhỏ thì mình đang ở. Dạ. Bà xã mình ở trên cái gác cái nhà cho thuê đấy nên là chưa chia dạ, đóng băng gọi ly hôn đóng băng không giải quyết được vấn đề dạ. Đó giờ mình cũng ở nhà riêng một mình đấy thì là chỉ qua là cái vấn đề mà nhà cửa nó chưa được dứt khoát thế nên ở thì cũng tốt thôi cũng không sao cả dạ. Thì cái quan trọng là tính toán như sao thôi chứ còn ở đây đấy hoàn cảnh của mình là nó như vậy. Bây giờ Tuấn bước tới nắm tay chị nghe đi ha. Rồi hai người nhìn vào mắt nhau, mình cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện nãy giờ sao rồi, mình thấy gì ở đối phương của mình. Mời anh Tuân. Dạ, nói chung em có những điều nó băn khoăn và trắc trở nên em mới đi tới cái chỗ này. Nghĩa là những năm qua em không có dự định là đi thêm nữa, em ở như vậy với con em. Nhưng mà khoảng gần một năm nay thì em cảm thấy nó có nhiều điều em thay đổi. Em cần tìm một người bên cạnh và đi cuối đoạn đường còn lại. Nghĩa là mình còn bao nhiêu mình đi bấy nhiêu. Nhưng mà nó phải là cái gì nó phải là rõ ràng và chắc chắn. Bởi vì cái tuổi mình không còn mơ mộng nữa. Nếu anh đi tới với em là anh yên tâm hoàn toàn 100%. Thứ nhất là em ở một mình từ lâu rồi và thứ hai em độc lập về kinh tế. Em chắc là cũng lăn lộn trải nhiều trong cuộc sống rồi. Dạ. Chắc thì kinh nghiệm cuộc sống cũng rất nhiều rồi. Đúng dạ. Không? Còn anh thì nó lại đơn giản một chút là thực sự anh chỉ nói chung về kiếm tiền thì cũng chỉ lương qua cọc 3 đồng. Dạ. Còn chủ yếu là về tinh thần thì rất giàu. Anh cái dạ. tinh thần anh giàu lắm. Dạ. Chỉ có thế thôi mà. Dạ. Rồi mời anh chị về ghế nào. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng nút bấm.
anh cũng đã thêm cho nói thêm đi chút. Anh Tuấn. Dạ. Vì anh cũng còn một mẹ già, năm nay 83 tuổi rồi. Dạ. Mẹ vẫn còn lướt Facebook vẫn dạ. nhắn tin bình thường. Thực ra là anh đã nhập khẩu hết cho mẹ vào đây cách đây mấy năm cơ. Dạ. Xong cũng vì chỉ vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nên là mẹ anh mới đưa mẹ anh ra ngoài Bắc năm ngoái, mình lại ở ngoài Bắc. Nhưng mà yeah. nguyện vọng của anh là muốn thực sự là muốn đưa mẹ vào trong này. Yeah. Đấy, nó cái vấn đề của gia đình anh là như vậy. Dạ. Yeah. Ừ. Còn thì em thấy không mời. Dạ. Yeah. Rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm ạ. Những gì nói mà cũng đã nói rất nhiều với nhau rồi. Bây giờ mình đưa ra quyết định thôi. Xin mời anh Tuấn với chị Loan. Dạ. Yeah. 3 2 1 Hết thời gian. Dạ. Yeah. Chị Loan em không bấm. Xin lỗi anh. Dạ. Lý do tại sao vậy Loan? Vì là anh Linh, hồi nãy em có nói đó là em cần tìm một mảnh ghép của em nó an toàn và chắc chắn. Gần như nửa cuộc đời em nó không có đàn ông bên cạnh. Thành ra em tìm một bờ vai nó vững vàng. Mà anh Tuyên thì ảnh còn nhiều cái nó chưa có rõ ràng. Anh đừng buồn nha. Không không, anh không còn buồn. Còn mẹ già em không ngại. Nhưng mà có những cái nó chưa có dứt khoát rõ ràng, em sợ sau này làm tổn thương nhau nó không anh hay. Anh còn ở chung gần nhà với đấy. Vợ chưa giải quyết, còn nhà cửa này kia không? Đó. Đó. Thôi thì chị nói vậy cũng rõ rồi. Nếu mà anh Tuấn thật sự muốn làm bạn với chị Loan á thì khi nào giải quyết xong hết mình mời chị Loan lên nhà chơi. Dạ. Rồi chị Loan mời qua nhà chơi. Dạ, dạ. Hai người bây giờ là bạn với nhau đi. Dạ, rồi từ từ tính sau. Dạ 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 dạ. Nha? Dạ. Rồi. Dạ. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và bình an. Dạ em cảm ơn anh Nguyên Linh. Cảm ơn anh. Cái tính gia trưởng chị ở bển nói là bảo thủ, nhưng mà bảo thủ nhưng mà đừng có gia trưởng. Ví dụ như không có áp đặt, không có suy nghĩ áp đặt người khác. Ví dụ như em thích làm cái này nhưng mà ảnh lại nói là ừ làm này không được là em không chấp nhận. Số hai người này nhỏ mà trẻ mà ai nói chuyện già vậy. Em đi đến đây với ai? Dạ em đi với cháu của em. Ờ chào cháu. Cháu thấy chú bên kia sao, đẹp trai không? Dạ cũng có đẹp nhưng mà không biết phù hợp với gì hay không. Bước ra. Chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường và các bạn khán giả có mặt trong trường quay. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Duy, hiện tại là em 26 tuổi. Làm gì? Dạ em đang tập làm ông chủ nhỏ, có nghĩa là phụ giúp gia đình kinh doanh. Thanh Duy ha. Thanh Duy. À và bây giờ mời bạn nữ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào ông Quỳnh Linh và chào tất cả các bạn. À, rất là dễ thương ha. À, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Lê Thị Bích Liễu, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp hiện tại của em đang là nhân viên tiếp tân. 27 tuổi? Dạ. Ủa nãy bên kia nhiêu tuổi anh Linh? 26. Nhỏ hơn tuổi bạn có vấn đề gì không? Dạ không chị, tuổi tác không thành vấn đề. Hiện tại công việc mình như thế nào? Dạ em làm nhân viên tiếp tân ở phòng khám răng hàm mặt đó chị. Thì công việc của hàng ngày của em là tiếp xúc với khách hàng thì mình sẽ tư vấn. Ví dụ chồng răng hay chấm răng gì đó. Hôm nay mình gặp toàn những người phụ nữ lanh không à. À lanh như vậy, tiếp xúc nhiều người như vậy mà tại sao lại chưa có bạn trai? Có thể là do cái tính tình của em á, nó trẻ con với lại em ham vui, ham chơi. Nói chung là tính lúc nắng lúc mưa vậy á. Lúc thì âm u, có giông bão bất ngờ. Nên có thể là chưa có ai chịu nổi cái tính tình của em. Ưu điểm của bạn là gì? Em nấu ăn rất là ngon. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, vậy còn khuyết điểm? Ham ăn, ham ngủ, ham chơi. À, em xài giờ dây thun, thí dụ bạn hẹn 7 giờ thì khoảng 7 giờ 10 em mới tới. Có 10 phút, được, chấp nhận được. Bạn nghe bạn Bích Liễu nói vậy, bạn cảm nhận gì? Dạ em cảm thấy rất là hợp, tại em y chang. Ôi trời, dạ, bạn y chang vậy hả? Dạ. À, nãy bạn nói bạn kinh doanh. Dạ. Chuẩn bị làm một chủ nhỏ, dạ. Kinh doanh về gì bạn? Dạ, kinh doanh về súp cua dành cho học sinh ăn. Bạn có đi chợ không? Dạ cũng có đi theo mẹ đi chợ vài lần. À, rồi về nhà nấu, bạn nấu ai nấu? Dạ mẹ nấu. Rồi bạn làm gì? Dạ em đứng phụ. Bạn có hâm mộ ai bên Hàn Quốc không? Sao giống vậy? Dạ không. 26 tuổi cũng dễ thương thế này ha. Có nghề nghiệp ổn định như vậy, tìm một người yêu cũng đâu có khó đối với bạn đâu. Bản chất em cũng trẻ con như bạn bên kia quá. Cũng lúc nắng lúc mưa. Rồi thường thì chỉ ở nhà phụ giúp gia đình thôi. Hiếm khi ra ngoài bởi cũng ít tiếp xúc với các bạn nữ. Vậy cũng thành thế. Hai người nóng nảy hết như mưa nắng bất thường rồi về. Hai người mưa rồi bão, không ai nhường ai hết rồi sao? Dạ thì nếu bạn này mưa thì em nắng, còn nếu bạn này nắng thì em mưa, vậy đều.
Sở thích của bạn là gì? Cái này là em nói nhỏ cho chị Cát Tường nghe thôi, nhưng mà chắc nhiều người biết quá. Sao? Em rất là thích uy hiếp người khác. Ví dụ như một bạn nào đó mà vô tình để cho em biết được cái bí mật của bạn đó là bạn đó sẽ mệt mỏi với em. Trời đất ơi, uy hiếp ta mình làm gì? Ví dụ như cái bạn đó thích một bạn nữ trong nhóm của em đi, nhưng mà bạn đó không dám nói. Cái mỗi lần đi chơi chung mà bạn đó hay làm em bực mình hay gì đó. Giờ sao lỡ nói nha, lỡ nói nha. Cái bắt đầu bạn nó năn nỉ em. Uy hiếp là vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy cũng bí mật đó. Tôi tưởng đâu là canh hình ta chụp hình mới mốt là tống tiền hay là cái gì. Mà có tật xấu gì không? Dạ có. Em thấy trẻ con quá. Với bảo thủ. Cũng còn ham mê xem phim hoạt hình. Rồi cũng còn thích chơi đồ chơi. Phải thành ra thì thấy cũng không ổn. Dạ đồ chơi lắp ráp. Bên đũa hả? Có chơi bên đũa không? Dạ không. Rồi bảo thủ là như thế nào? Dạ cái ý kiến của mình đưa ra thì mình luôn giữ cái lập trường là ý kiến của mình đúng. Rủ nửa vợ không đồng ý thì sao? Dạ mốt có vợ em sửa. Sửa được không? Dạ được. Tiêu chí của em chọn bạn đời như thế nào? Đặc biệt là phải sinh sống ở Việt Nam, không có ý định đi ra nước ngoài. Ủa là sao tôi? Dạ tại vì hai mối tình trước của em là kết thúc là một cách lãng xẹt là do hai bạn gái đó đi định cư nước ngoài hết. Bởi đặc biệt là bạn gái bây giờ là... Hỏi liền không? Có đi nước ngoài không đúng không? Dạ. Rồi, điều kiện thứ hai. Dạ thì dốc dáng thì nhỏ nhắn thôi. Tính cách thì có những cái suy nghĩ chín chắn để bù lại sớt che lại cho em. Và phải là đặc biệt là thích nấu ăn. Bạn kia thích nấu ăn nhưng mà hơi cũng nít. Rất là ngon luôn. Em nấu ăn rất là ngon anh. Vậy mình thích bạn trai mình. Bạn trai của em thì thứ nhất là phải cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Em thích đẹp trai, em rất thích những người đẹp. Tính tình thì khi đụng chuyện thì mình phải chín chắn. Anh đó biết nấu ăn là coi như em chịu rồi. Đặc biệt là cái món súp, em rất là thích ăn súp. Có cái điểm nào bạn không thích ở người bạn trai của mình không? Không thích bạn trai thì có râu quai nón, thì răng thì hô. Em không thích răng hô nha, nhưng mà em thích răng khểnh. Đó, thấy có người bực mình rồi đó, chắc có người sắp bén màng qua coi mặt rồi đó. Dạ, cho anh Nguyên Linh. Nó đúng luôn vậy đó hả? Tại sao không thích râu quai nón? Dạ. Nói chung nhìn râu quai nón thì nó dữ lắm, nhưng mà đặc biệt ngoại trừ anh Nguyên Linh thì nhìn rất là dễ thương. Phải không? Dạ. Khoái đẹp trai hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như gặp cái người mà không được đẹp lắm. Đẹp vừa vừa anh. Còn quyết định không lấy xấu hả? Dạ. Quyết định vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Anh đây xấu quá. Không, em nghĩ không xấu đâu. Em nghe cái giọng nói là em biết chắc cũng có dễ thương rồi đó. Rồi sao hay vậy? Liên quan gì tới cái mặt? Dạ thì theo cái kinh nghiệm sống ít nổi của em thì mấy người nói chuyện dễ thương á thì thường cái ngoại hình người ta cũng rất là dễ thương. Chưa chắc. Không để một lát em gặp ảnh đi rồi em sẽ biết được cái chưa chắc hay là chắc rồi. Rồi anh thích ăn súp cua luôn. Dạ đúng rồi em có súp cua. Vậy là hiện giờ trong người bạn có hy vọng gì ở bạn trai bên kia không? Dạ có, em rất là hy vọng chị. Rất hy vọng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Tôi mong rằng là sự hy vọng của bạn dạ. sẽ không có bị thất vọng nha. Dạ. Còn có điểm nào không thích ở người đàn ông nữa không? Trừ cái râu quai nón. Cái tính gia trưởng chị. Ở bển nói là bảo thủ nhưng mà bảo thủ nhưng mà đừng có gia trưởng. Ví dụ như không có áp đặt. Không có suy nghĩ áp đặt người khác. Ví dụ như em thích làm cái này nhưng mà ảnh lại nói là ừ làm này không được là em không chấp nhận. Sao hai người này nhỏ mà trẻ mà ai nói chuyện dạ cho vậy? Em đi đến đây với ai? Dạ em đi với cháu của em. Chào cháu. Cháu thấy chú bên kia sao? Đẹp trai không? Dạ cũng có đẹp nhưng mà không biết phù hợp với gì hay không. Tại vì tính gì thì nó rất là trẻ con với lại người chuyên gia thích đẹp và thích sạch sẽ. Ủa anh bên không sạch hả? Ý em nói này dơ hả? Dạ cái này thì chưa biết tại vì phải tiếp xúc nhiều với lại nói chuyện nhiều thì mới biết. Em có đi với người thân không? Dạ có. Dạ em đi với em trai của em. Em trai? Dạ em chào với cái Tường. Ủa đẹp trai mà. Đẹp trai. Trắng trẻo, trắng tươi. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m76. Cao 1m76, đẹp trai, sạch sẽ mà. Cháu thấy sao vậy cháu? Em trai. Em thấy chị gái bên kia sao? Dạ em thấy là chị gái bên đây rất là hợp với em trai em. Hợp là hợp chỗ nào? Tại vì chị gái bên đây rất là thích những người sạch sẽ thì trong gia đình em thì anh trai em là sạch sẽ nhất. Em thấy chị bên đây làm chị dâu của em được không? Em thấy khá là được. Tại vì nhà em ai cũng nói nhiều nên có chị đó vào thì nhà sẽ vui hơn. Thấy em trai thấy sao? Dễ thương chị. Bây giờ giọng nói nè, nghe rồi nè. Dạ. Em trai thấy rồi nè. Dạ. Giờ tưởng tượng, nhắm mắt tưởng tượng lại là cái anh bên này khoảng được bao nhiêu điểm? Chung là chắc 9.5 chị. Trời ơi dữ vậy, bà này mê trai quá. Rồi, mình kéo màn lên đi. Kéo màn mấy lên. Điểm. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau, cảm nhận và quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Có duyên hay là không có duyên. 2 phút, bắt đầu. Dạ, chào anh. Mình có muốn quà gửi tới bạn. Dạ, cảm ơn. Nhà anh thì ở đâu anh? Nhà mình thì ở quận nhất.
Quận nhất. Em thì ở Bình Chánh. Có thấy khoảng cách vậy là sao không anh? Không sao đâu, có xe mà mình cứ chạy thôi. Dạ rồi. Cho em hỏi là sau này thí dụ như cái thời gian mà hai đứa đều bận hết á, thì anh sẽ làm gì để bạn gái không có cảm giác là bạn trai mình không có quan tâm hay là gì á? Thời đại thông tin rồi thì mình có điện thoại mình nhắn tin, còn thôi mình lên mình chat Facebook. Dạ. Cũng được. Dạ. Còn nếu mà cố gắng thì cứ mỗi tuần gặp nhau 15 phút cũng được, cố gắng gặp nhau nhìn mặt nhau rồi chạy về cũng được nữa. Nói chung là em là thích rồi đó. Chín rưỡi hay em hay là cho 10 luôn? Dạ bây giờ chắc là 9:75 đi chị, còn 0:75 thì đợi sau khi mà bấm nút thì biết. Nãy là mình nghe bạn nói là bạn nấu ăn rất là ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nếu mà sau này muốn làm cho bạn lên làm bà chủ thì bạn có chịu không? Dạ chịu chứ anh, nói chung là cái gì chủ là em chịu thôi. Chủ gia đình, chủ nhà gì cũng được, miễn sao có chủ là được rồi. Chủ nợ được không? Dạ được anh, coi như em là chủ nợ còn anh đó là con nợ của em. Ủa thường chủ gia đình là đàn ông chứ? Ông hay bà gì cũng được chị, ai làm chủ miễn sao lo cho gia đình mình tốt là được rồi chị. Em hỏi vấn đề, ví dụ như ngại chuyện lớn tuổi hơn hay sao? Bây giờ là lớn hơn 1 tuổi đó, thì có vấn đề gì không? Đâu có, mình thấy bình thường à. Nhìn bạn đâu ai đáng được 27 đâu. Nhìn bạn cỡ là 23, 24 là cùng. Bắt kêu sung sướng trời ơi, sướng quá trời. Hết thời gian. 2 phút cũng đủ để kiểm định lại cái cảm xúc của mình như thế nào, suy nghĩ thật kỹ nha. Bây giờ mình nói chuyện vui với nhau, hiểu nhau, nhìn nhau. Và bây giờ chúng ta phải quyết định, phải có sự suy nghĩ chín chắn các bạn nha. Nói chuyện có thể vui, có trẻ con trong tình yêu, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. 3 tiếng đếm những khoảnh khắc đầu tiên dành cho hai bạn. 3 2 1. Cảm giác sao bạn gái? Em rất là vui ạ. Mình nắm tay nhau một cái đi. Mình trẻ mà, chị mình hôn em cái đi. Bình thường làm chị khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Hôn em cái đi. Thôi, cao hơn thì hôn em đi chứ em đó, không giới tới vậy. Giờ mình đang thanh niên. Chúc mừng hai bạn. Dạ rồi. Đây. Đây là cái cặp vé xem phim chương trình gửi tặng cho hai bạn nha. Dạ. Chúc hai bạn có một buổi xem phim thật là vui vẻ. Cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường đã tạo cơ hội cho tụi em được tìm hiểu nhau. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quấn màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Trời trời nha. Em thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu. Hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà Ken em có thể em uống được một két á. Hả? Thì cái đó tùy theo phong độ thôi. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi. Thì em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á. Chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn, tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Út. Nguyễn Văn Út? Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ em Út luôn. Út luôn? Dạ. Hay vậy ta? À, Út nghề nghiệp làm gì Út? Dạ công việc của em nghề chấm là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Út ở đâu Út? Dạ quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Út cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Mình làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm đó nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, nhìn cái đầu biết tay nghề liền. Rồi, lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh. Nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó cái thời gian nó không có nhất định. Ủa, thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ, thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật, tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ em làm giờ hành chánh ạ. Rồi vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là nghỉ. Khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng.
nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình chứ không thôi là người ta là nghĩ mình dễ dãi quá. À nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không khùng mà chị chứ không khùng là sao? Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá cái em hay càm ràm, em hay gồng lỗ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghĩa là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. À. Trời đất ơi. Bà Út có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc đi. Mình vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mang tựa đề là Lối Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diệu vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao người ta hát phải mặt bạn buồn vậy? À, im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi im lặng để chiêm nghiệm. Nhưng có cảm nhận sâu sắc ở phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi coi. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi dễ thương quá. Dễ thương không anh? Dạ có quà tặng anh ạ. Quà có quà liền hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây á cũng thật thà chất phác, chịu khó thương chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chuồng thủy lắm em nha. Dạ. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Hay, cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đó em. À, vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? À? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. À vậy có thể san sẻ được với em được. Em không biết làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng mà vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị, đôi khi bạn bè có nhận xét em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Thôi rồi, giờ chính thức đi. Không chính thức chắc bao nhiêu lắm à. 50. Đâu tới với chị, 8-9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè, lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy. Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó nè. Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ, đúng rồi, anh. Nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó. Cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. À. Ủa là sao em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước. Hay sành quá ha. À, hút sành hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ. Được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55-60. Nước da hơi trắng tí xíu. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Dạ, càng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà Ken em có thể em uống được 1 két á. Hả? Dạ, cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Còn chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Ừ. Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn. Em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc xong rồi có bà ở hàng xóm. Bà rất là thương mà nói: sao con khóc? Giống bà Tiên quá vậy. Giống như bà Bụt. À. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè bà Năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều. Em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước, thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai?
Dạ em đi với bạn của em ạ. Dạ Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là ví dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo, hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng, dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh, đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn. Mà đúng rồi, quan điểm em đúng đúng chính xác, tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài, rồi nói vậy thì sau này lỡ ra đường thấy tóc dài cái phụ tóc ngắn cho anh. Đúng rồi, đúng rồi. Hay em hay, thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa, thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. À. Thằng này nó dạ. Bồ tình hình sao nó giờ cười hoài em, thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách vui tính, có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em á thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay, nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho đó, hai ra đôi trẻ gặp nhau đi chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. Dạ. Đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Đồ body dữ quá. Dạ rồi em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. À. Rồi anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá, em có thích không? Ờ, không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ, Arsenal. Trời ơi, là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gối trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè, sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa. Đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi dằn cái tay đi à. Trời ơi. Không nè nè nè, có tay gì vậy? Vùi dập tôi hả? Ta hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng xét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ vụ cái gối này rồi không nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1. Hai. Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình kêu nắm tay, anh chưa nắm tay nhau đúng rồi thôi. Ừ. Coi rồi lâu không à, không nãy giờ này cũng lanh lắm rồi. Rồi không đi không mà à. Không được, không được, em thì dễ. Em thì dễ. Trời ơi, thay mặt chương trình về quê chơi xong rồi lấy vợ không? Em đã lại đúng chưa lấy. Em chưa mà, dục quá mà về quê không lấy luôn. Dục em có cái dịp đó em về quê cũng tết này anh đây. Ừ. Tết này em về quê thì là làm trang trại nuôi heo nuôi gà nuôi làm trang trại với bố mẹ đấy là. Ừ. Là dịch bệnh lớn. Ừ. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm, thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc, tự nhiên lâu xa mặt cách lòng thì chia tay. Dạ chia tay. Còn mối tình gần đấy nhất thì qua đứa em là giới thiệu thì em cũng có cũng ở quận 7 đây luôn, cũng ở gần đây luôn,
Thế cùng em cũng đưa đến về nhà anh chị giới thiệu anh chị xem mặt xem mũi đâu cũng được một tháng thế là người ta bảo không hợp, thế là cũng chia tay cho đến bây giờ. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Về ngoại hình em thì về tấm, chứ em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được nhìn được là được thôi, chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất của người, đẹp nét hơn. Em đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Nhưng ngoại hình thì chắc chắn là bên kia là ok rồi. Thì anh nói vậy em cũng mừng. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Đẹp nết thì nào thấy cái nết mới thấy đẹp hay không? Giờ chưa thấy cái nết chưa biết. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Anh muốn cái nết làm sao nè, để em biết. Muốn mạnh mẽ, thẳng thắn hay là yếu đuối mong manh? Hay là nói chung là người phụ nữ mà có thể mạnh miệng để bảo vệ cho gia đình. Trong gia đình mà bị hiếp là ra hay là anh muốn người không, em nghĩ là một em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style, người ta chỉ người ta một thời trang. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Chúng ta chỉ cách nhau một cái hàng rào thôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn ha. Bây giờ mình nói lớn lên để hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận chút xíu mình gặp nhau nha. Mời nhà trai. Em xin tự giới thiệu là em là em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Hồng Phượng. Em quê quán là Nghệ An. Cái gì? Nguyễn Hồng Phượng. Nguyễn Hồng Phượng hả? Dạ. Trời, đàn ông mà tên phụ nữ quá vậy ta. Dạ, cái đó là bố mẹ đặt. À vậy hả? Nguyễn Hồng Phượng chắc là xưa bố mẹ thích con gái nè, đặt trước luôn nè. Không, chắc là sanh ra trong mùa hè, mùa Phượng Hồng đó. Nguyễn Hồng Phượng. Rồi, sao Phượng? Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Hồng Phượng. Hồng Phượng làm cơ khí đóng tàu. Hồng Phượng nhiêu tuổi, sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 1983. 83. Tuổi Hợi. Hồng Phượng sinh 83, làm nghề đóng cơ khí đóng tàu ở Hà Tĩnh, giờ làm quận 7. Xin giới thiệu nhà gái. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984 và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Dạ, mình làm công việc gì Hương hả? Dạ, hiện tại thì em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. À, dạ. Và mình sống ở đâu? Mình sống ở Gò Vấp hả? Dạ, em sống ở Gò Vấp luôn ạ. Dạ. Ủa, nhưng mà cái đó là phòng trọ mình làm cho người khác hay là phòng trọ của mình hả Hương? Dạ, em thì cho bố mẹ em. Thế là mình làm cho gia đình đó. Dạ. Có bao nhiêu phòng trọ? Dạ, có có 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê thôi ạ. Bữa nào tôi lên tôi thuê phòng coi. Anh thì free. Free luôn phải không? Được. Ai, Hồng Phượng thân mến. Bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Em thì có cái khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc, hút. Biết nhậu và nhút nhạt rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? Dạ cũng 2-3 ngày một gói. Đề nghị nhà trai nói lớn lên, nhà gái hút bên đây thuốc, không nghe ạ. 2-3 ngày gói, nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon rồi đó. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Cái này là cái nhược điểm hơi lớn đó nha. Dạ. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Em thật thà. Thật thà. Vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Ta uống không hết mình uống phụ đúng không? Không. Được có 4-5 lon thì làm sao phụ được anh ấy. Nghệ An rồi, mình vô đây mình sống với ai? Em vào đây trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao, cụ thể là sao? Em là thử hàn vỏ của con tàu. Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phần, mình rạp cả phần lại, em là thợ hàn. À, thợ hàn đó đúng không? Dạ. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Đó là sơ nét về nhà trai. Chào nhà gái. Dạ. Em chào anh ạ. Ê bà chủ nhà trọ. Bà
bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng và trong mọi cuộc đi chơi thì em có thể là làm khuấy động một cái không khí đang lắng xuống lên để mọi người cảm thấy như là cái không khí nó sẽ vui hơn. Còn cái điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích ấy, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Trời ơi, vậy đó hả? Để một chút nữa mở rào ra mà thấy run lẩy bẩy là biết thích rồi đó. Hay là em làm cho ta run lẩy bẩy đó. Em run lẩy bẩy nãy giờ đó. Dễ thương. Còn gì nữa không nè? Em thì em lên đây thì em mong muốn là tìm cho ba mẹ em một chàng rể. Thì em cũng không có phải là yêu cầu gì nhiều, tại vì em cũng không xinh đẹp và cũng không phải là tài năng lắm. Thì em cũng chỉ muốn là người đó là có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình, lo lắng cho em. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Lật đật lo liền. Lo liền. Nếu như mà em mà có như được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Ủa gì nói ra là lâu nay ế. Ế. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi mà ế, chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi, nhưng mà kiểu như là em cảm thấy như là nó không hợp với em. Và cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với tiểu tam gọi gì? Bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi, thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em, thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn dạy như là quen một người con trai. Em giống như em bị mất niềm tin ạ. Thế là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp, mà người thứ ba thì giống như là người đó người ta rất là lo lắng cho em. Thì em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em mà em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi thí dụ như ấy là sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chỉ nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì em tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em... Ly dị luôn. Không, em khi em cưới thì em tổ chức, nhà em tổ chức đám cưới rất là hoành tráng nhưng không có đăng ký kết hôn. Cho nên em vẫn là người độc thân, đúng không ạ? Trời, cuộc đời cũng xui xẻo quá em hả? Vâng, cô gái này rất là mạnh mẽ nha. 19 tuổi mà đã lỡ con đò rồi mà không có đăng ký kết hôn luôn. Hả? Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe thôi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thực ra cô gái bên kia rất là gọi là ấn tượng đó nha, dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Mối tình dài nhất của em là cũng được 2 năm, hơn 2 năm. Rồi cũng do cái lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Rồi chính tỷ bố mẹ cũng dục lấy vợ, về quê lấy vợ nữa nên em cũng về quê. Cũng về quê chơi xong rồi lấy vợ. Không, em đã lấy đâu. Chưa lấy. Em chưa mà. Dục quá mà về quê không lấy luôn. Dục. Em có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế đó. Là dịch bệnh lớn. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Còn mối tình gần đấy nhất thì qua đứa em là giới thiệu. Thì em cũng có, cũng ở quận 7 đây luôn, cũng ở gần đây luôn. Thế cũng em cũng đưa đến về nhà anh chị, giới thiệu anh chị xem mặt xem mũi rồi đâu cũng được một
một tháng thì là người ta bảo không hợp, thế là cũng chia tay. Cho đến bây giờ cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Về ngoại hình em chỉ về tấm, chứ em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi, chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất của người em, đẹp nét hơn. Em đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Nhưng ngoại hình thì chắc chắn là bên kia là ok rồi. Thầy anh nói vậy em cũng mừng. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Đẹp nết thì nào thấy cái nết mới thấy đẹp hay không? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chưa chị biết. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Anh muốn cái nết làm sao nè? Để em biết. Muốn mạnh mẽ, thẳng thắn hay là yếu đuối mong manh? Hay là nói chung là người phụ nữ mà có thể mạnh miệng để bảo vệ cho gia đình? Trong gia đình mà biển hiếp là ra rồi đó, hay là không, anh muốn người nương tựa? Em nghĩ là một em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style, người ta trẻ, người ta một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Chắc nắng quá. Mùa này bị cháy thôi. Em rang nắng lên tóc em nó cháy luôn à. Anh ơi. Đi thu tiền nhà trọ nhiều quá phải không? Nên là nó nắng. Người phụ nữ bên đây là lo cho mười mấy phòng trọ được từ cái gia đình. Chắc em muốn lên kiểm xin ở phòng quá. Hợp lý. Được. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em. Biết tôn trọng ba mẹ và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì không, mà khi mình ốm đau bệnh tật không có đủ tiền để mà vào bệnh viện mua thuốc đâu. Tiền không là tất cả, nhưng không có tiền nó mất tất cả. Vất vả thế thôi. Cũng hay. Rồi thật ra tiền thì không biết thế nào cho đủ. Ha, vấn đề chỗ là chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta thấy đủ, mà không yêu thương nhau mà thấy không đủ vậy. Đúng. Thôi. Yeah. À, yêu thương nhau thì mấy thì cũng xài cũng đủ hết trơn á. Tôi thấy cái cặp này là bên này là kèo trên nè. À. Bên này về là quán xuyến gia đình à. Nhà gái quán xuyến gia đình đó. À. Quán xuyến hết luôn á. Bảo vệ được nha. Thôi. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và mà bạn của em ạ. À, em trai và bạn. Mời đại diện nhà gái nào. Cứ nói đi. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả, chào đàn trai. Thì em tên là Mỹ Ngà, là bạn của chị Hương. Thì theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình thì nó đã không tương đồng. Và tính cách, thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên có thể theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Tuy nhiên là em thấy là hai tính cách của hai người là hoàn toàn đã khác nhau. Mà có chung một điểm là đã lên chương trình. Nếu như có thể thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà sau này cảm thấy hợp thì tiến đến, còn không hợp thì mình có thể dừng lại ở một cái mức độ là bạn bè. Dạ, chưa chắc, nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài, mình nhìn khách quan. Một tí nữa mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Okay. Cảm ơn nhà đó, gái. Một cái góp rất rõ ràng. Rất là rõ ràng á. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái và em của em. À, dạ. Dạ chào nhà trai ạ. Dạ, xin mời đại diện nhà trai mình. Này là chị, ẩm con đi theo không ai lo cho nó hả? Rớt. Rồi. Xin chào chủ kênh Linh và xin chào chị Hiền Ngọc Lan. Dạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Mà sao xúc động hả? Xúc động là sao nè em gái?
xin lỗi chương trình, do em gái của chú rể là hơi xúc động một chút thì em cũng thay mặt bên em là cùng là em họ của chú rể, cùng là vừa quê vào quận 7 sinh sống và làm ăn, thì hôm nay cũng là chú rể để với hôm nay là anh trai thì cũng tới đây để mong muốn là tìm một nửa cuộc đời của mình. Rất là ý của gia đình họ nhất trai thì rất là muộn là tìm một người phụ nữ để lo lắng cho anh, tại vì anh cũng là đã đến 40 rồi, nhưng mà khi đã tìm hiểu với nhau thì đến đấy thì cái quan trọng nhất là giữa hai người tìm hiểu với nhau, còn ở bên phía gia đình thì cũng là một ý kiến là để góp vào thôi, thì cũng làm thay mặt cho họ, cũng thay mặt cho bên họ nhất trai thì em cũng có ý kiến là rất là muộn anh Kỳ là phải đến đây rồi thì phải cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà chúng ta mà đã tiện tới dài hơn nữa thì nó lại rất là tốt. Còn khi hai bên đã tạo cơ hội cho nhau, tìm hiểu cho nhau rồi mà thấy không hợp thì cái đó thì sẽ là do hai bên tìm hiểu nhau. Đó là rất là cũng bên họ nhất trai cũng rất muộn là bên họ nhà gái sẽ tạo điều kiện cho hai bên tìm hiểu nhau, tạo cho nhau một cơ hội. Rồi xin hết. Chắc là em gái, em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Hay sao? Đúng không em gái? Em có muốn anh lấy vợ sớm không? Muốn hả? Đây là anh thứ mấy của em? Anh thứ tư hả? Nhà em cầm video đi anh hỏi chút xíu nào. Em là nhà em mấy anh chị em? 4 hả? Sao em lo cho anh này nhiều dữ vậy? Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Thì thương thêm em gái lo cho anh trai gì sợ không? Rồi, hôm nay thì ai cũng thấy sự chăm lo của gia đình, lo lắng cho anh trai rồi. Hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Ok. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Còn mình gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Anh chào em. Chúng cậu muốn quà tặng em. Em cảm ơn anh. Đứng đó, đứng đó. Đứng đó rồi, ta nói gì. Nghe ta nói gì. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Đó. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con gái. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cảm ơn em ha. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là em đang ở gần anh. Hay màu quá. Môi của em cũng giống màu hồng. Vậy hả anh? Cảm ơn em ha. Rồi, mời hai bạn về chỗ ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em xinh, dễ thương. Người vừa ốm. Người vừa em ốm. Em thấy anh sao? Em hả? Em thấy anh cũng hiền lành. Trời, em nhìn em gái khóc là em biết tình cảm của bạn dành cho anh chắc phải lớn lắm. Đại tình thương trong gia đình mà. Anh có yêu cầu về cái người bạn đời như thế nào thì anh có thể nói cho em biết được không? Anh thì cái vấn đề về cái bạn đời thì anh thật nói là anh quan trọng cái tâm hơn. Cái tình, cái tâm hơn. Dạ. Anh về bên ngoài anh là phủ thôi. Dạ. Tính em thì đôi khi stress thì em hay nổi nóng, mà em nổi nóng thì em hay đi vào một góc để giống như khóc để giải tỏa. Anh nhìn em thì anh thấy em cũng cá tính. Bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong em yếu đuối lắm, thường thường là vậy mà.
hầu như phụ nữ ai cũng vậy, càng mạnh mẽ bề ngoài bao nhiêu thì bên trong càng hay dễ khóc bấy nhiêu. Lúc nãy thì anh nghe em kể cái đời tư của em thì anh thấy buồn cho em, anh chia sẻ em. Dạ. Thì anh đến đây thì anh cũng mong là có một cái sự hòa hợp của hai chúng mình, rồi có đến lâu dài với nhau sau này. Anh mong em cho anh một cơ hội để chúng mình có thể tiếp được lâu dài. Đến đây rồi thì mình cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thôi. Thì cũng như em gái em nói đó, thì nếu như mình sẽ tìm hiểu nhau, và nếu được thì mình sẽ đến một cái kết tốt đẹp thôi. Thì em cũng nghĩ là vậy, và em cũng mong là như vậy. Tại vì mình có duyên gặp nhau tại đây rồi. Em muốn một người chồng trong gia đình thế nào, hãy nói cho anh ấy biết đi. Em muốn một người quan tâm em, thương em, và đừng có lăng nhăng là được. Anh không có lăng nhăng. Tại anh... vì đến tuổi này thì em cũng cũng không có mong muốn gì hơn, em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Còn em trai muốn một người vợ thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ dựa tinh thần của anh ấy những lúc anh mệt mỏi. Yeah. Em còn gì hỏi anh nữa? Em thấy anh sao? Anh cũng nói chung là nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng cũng là một người sống tình cảm đấy. Thì đến chương trình này thì anh cũng rất là, tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi đó rồi, anh nhất rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Và anh cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đây chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An, quê Bắc Hồ á, nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đây hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Quận 7 Nhà Bè, ui xa thế rồi. Ngay đây luôn mà. Em thì tận gần sân bay, nhà em sát anh biết, sân bay. Anh biết. Dạ. Anh Gò Vấp thì anh cũng, tại vì anh ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu, còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng nhiều. Anh cũng đầy nghị lực nhỉ. Tại vì bố mẹ của khổ nên là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều, thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì sẽ em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Dạ, cho anh hỏi em là người đâu? Em hả? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. Dạ, là gốc đấy đó. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Nếu mà sau này mình về với nhau á thì anh sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Hỏi xem khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì bao lâu, anh thì anh càng nhanh càng tốt á. Nếu mà đến được với nhau á, thì em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi. Thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. 6 tháng là cũng có khoảng thời gian là dạ. Đủ dài và đủ dài để không có ngắn nữa đâu. Vâng, để đến một cái kết như thế nào đó thì là do em và anh. Rồi còn cô gái nè, ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình?
trước đây thì em cũng từng làm chủ quán, cũng mệt lắm đó, thì em cũng nấu ăn, nói chung là về nữ công gia chánh này, rồi nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe, thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe, xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi và tham gia vào hội xe, còn trước đây thì em cũng đam mê mô tô lắm, nhưng mà sau em bị xe đụng á, nát chân, với một nửa người em là nát hết rồi, thì từ đó là em dẹp luôn đam mê và cá tính ghê chưa. Thì lúc nãy em nhìn em nói là cá tính mà, em thấy cá tính. Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Anh thì anh đó là nghệ thuật chấm không sao, ví dụ như anh thấy cái nhuộm tóc này cũng vậy này, bây giờ đâu phải ngày xưa nữa đâu, rồi sắm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa, không phải lạc hậu ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để không. Tóc vàng mà hồi nãy thôi, còn hồi nãy không, thôi giờ mở rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, tiến tới anh nắm tay bạn gái đi. Rồi em nói em, ví dụ lấy nhau rồi em thích con trai con gái, thích xanh liền thế nào đó. Bước tới quan điểm về con trai con gái. Trời nắm tay em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao mét 65 á. Cao anh? Dạ. Đó, khi lấy nhau rồi đâu, thì... Cái đó đâu có sao đâu. Khi lấy nhau rồi thì... Em có nghĩ vấn đề đầu quan trọng không? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đầu quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Vấn đề cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Thì nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Em hả? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Khoảng 3 người. Như anh thấy khoảng 3 người là hai gái một trái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà không phải là được như vậy thì toàn gái thì sao? Cũng đẹp, ba người là đẹp thôi. Ồ, vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước không? À, em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Bây giờ thí dụ đặt trường hợp là hai người tiến xa hơn đó, thì mình sống ở đâu, mình làm gì? Thử cũng đặt ra phương hướng cho bạn gái biết đi em trai. Em thì em mấy năm gần đây em có... Em nói với bạn gái kìa. Anh em thì anh có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi. Cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Vâng. Nếu mà em... Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Căn nhà nhỏ nhỏ thì khoảng ở quanh... nhà bè mới mua nổi chứ quần nhất quần bảy thì chịu. À dạ, thì cũng đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương, còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Chỉ quan trọng là anh muốn đẻ hết trứng thôi. Anh có lời muốn nói thôi. Đến đây là mình cũng là một cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em dạ. Hát một bài okay, tặng anh. Bạn gái đi. Hát một bài tặng bạn gái cho không khí vui vẻ nè. Và đến đây thì đứng nắm tay nha, vẫn nắm tay. Anh muốn hát cho em một bài em có về xứ nghệ về quê bác. Anh muốn giới thiệu em về quê Bắc Hồ á, mình bài néo đậu bến quê, cầu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, lần trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần, cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bến, em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy. Dạ xin hết ạ.
Trời ơi, sao mà cái giọng hát sao vậy? Còn tắt sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng đây? Run quá tay run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Đọc thơ múa hay là gì đó. À, cái chuyện em đọc đó, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đồng ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Tự ứng khẩu thành đọc thơ. Đọc rồi đó. À, cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Tại em mềm quá. Tại em run quá. Cảm đã... giác. Bây giờ cảm giác của em trai thế nào, nói cho em gái biết. Em run quá thôi anh ơi. Tại... Nói đi nói. Hiện nay người anh thế nào nói đi. Em run quá. Em hồi hộp, tim đập thình thịch. Em thấy người đối diện của em như thế nào? Ấm áp. Tay ấm lắm. Không, tay em đang lạnh, đầu ngón tay lạnh ngắt rồi anh. Thấy gương mặt của bạn gái thế nào? Xinh, dễ thương. Hả? Xinh, dễ thương. Hấp dẫn không? Thấy mái tóc đẹp không? Hả? Đẹp anh. Sao nãy em nói không thích? Mới đầu, chưa thấy mặt. À, vậy thì rút kinh nghiệm. Khi thấy mặt rồi mình mới nói cái gì hết nha, đừng nói trước hết nha. Được rồi. Thôi được rồi. Về chỗ đi nào. À, một chút mình giao lưu cảm xúc quá mà. Bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Bên tay trái nè. Đây ạ. Một chàng trai rất là chân thành, thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh. Một cô gái cũng nhiều ấn tượng và năng động đó. Thật ra thì giống như em gái này nó đúng. Ở hai người nó không có nhiều cái hợp với nhau, mỗi người một cách, mỗi người một kiểu. Nhưng nghĩ rằng trong cuộc sống này không có gì hoàn hảo cả, nhưng mảnh ghép không hợp với nhau, họ ghép lại với nhau mới đúng. Còn nếu như hai người cùng một cái gọi là tính nhau thì khắc lắm. Còn bây giờ thì mình đưa ra quyết định đi. Anh nghĩ rằng là mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm. Mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Dạ. Mình không bấm vì điều gì hết, mà mình bấm cho chính mình nha các bạn. Bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để chúng ta mở lòng, để chúng ta cho nhau cơ hội. Còn nếu như mà mình thấy không có rung động cái gì thì cũng không cần bấm đâu. Không cần cho nhau cơ hội, mất thời gian. Anh chỉ chia sẻ như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem đây có phải là một nửa bánh ghép của mình hay không. Kiểm tra cho kỹ nha các bạn. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, anh nói em gái nè. Dạ. Nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Dạ. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Dạ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Những cái gì mà những thời gian qua em đã mất đi. Cảm xúc em gái thế nào? Trước khi lên sân khấu em rất run và hồi hộp. Nhưng giờ thì em đỡ hơn. Thật ra đây, Lan tin là đây sẽ là một bến đỗ bình yên cho bạn. Bạn sẽ tìm được những giây phút bình yên, thoải mái nhất cho cái cuộc sống của mình là ở đây. Không ở đâu xa cả, nhưng hạnh phúc rất đơn giản, nó ở rất gần của chúng ta, người đang nắm tay chúng ta đó. Mặc dù trước mắt cũng còn khó khăn đó, nhưng nghĩ rằng là nếu những cái nắm tay thật chặt như thế
nó sẽ giúp chúng ta vượt qua một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép. Anh vén tóc luôn. Vén tóc của bên má đâu rồi. Nhẹ nhàng. Để được Hải Lanh. Đó, vén tóc lại nhẹ nhàng. Hun sâu thật sâu vào, hít hết hơi luôn. Và anh gái thấy không? Họ nắm tay nhau chặt chưa? Thật ra nếu như họ không có rung động thì cái nắm tay nó khác lắm. Cái nắm tay rất là chặt và tôi thích cái nắm tay thế này. Thật lắm đó. Anh nghĩ rằng ngày hôm nay em phải chúc mừng anh trai của em. Nhìn em gái thôi, chúng ta hiểu rằng cái tình cảm của anh em như thế nào. Và đây là những con người rất là tình cảm, dạt dào, yêu thương luôn. Ha? Chúc cho mọi điều tốt lành nha. Dạ. Quan trọng hay không là do em gái đó. Anh nghĩ rằng là anh này sẽ làm được tất cả mọi điều mong muốn. Chúc mừng hai em. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chú Vinh. Chị trước hả? Đây. Nhà con trước hả? Dạ. Đây là bộ son da thép Vinakil gửi tặng cho bạn gái. Đây là nước rửa chén của anh Quyền Linh. Quậy 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 đem ra bán. Quậy nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Lời dữ lắm lời. Hôm nay ế lỗ quá. Đây là Hura bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu BBK sẽ được gửi tặng cho hai anh chị. Đây là lò nướng Toshiba. Rồi. Đây là cặp đôi mũ bảo hiểm của thương hiệu Royal dành tặng cho hai anh chị. Chúng ta sẽ đi chơi với nhau, đi phượt với nhau với sự bảo vệ sức khỏe của Royal. Hãy hàn gắn tất cả vết thương của cô gái. Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Và hãy chở với nhau cô những chúng ta đi khắp cùng trời cuối đất nha. Rồi, chúc hai em hạnh phúc, thiệt là hạnh phúc luôn. Dạ, cảm ơn anh chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi, anh tin rằng em làm được nha. Nào, hãy đưa nhau đi tất cả những nơi nào mình muốn.